Nam Tiếp Audio xin kính chào quý vị các bạn. Nam Tiếp Audio hôm nay rất vui mừng để giới thiệu với quý vị các bạn một cái sản phẩm loa B3 Bass 30 hàng bãi xịn, thương hiệu đến từ Đức, được Nam Tiếp Audio mới nhập về ngày hôm nay. Cái sản phẩm ngày hôm nay Nam Tiếp nhập về gồm có hai model, đều là Bass 30, đó là dòng full. Có model là Sigma G212. Đây là cái dòng loa full Sigma G212. Nó có đặc điểm là gân, nhìn thấy gân phía trong màu vàng. Và một dòng nữa là CF 212. Về hai cái dòng loa này thì nó về cơ bản là nó giống nhau. Nó là đời trước đời nhà sau. Còn đâu là phía trong nội thất là như nhau, cho nên Nam Tiếp sẽ chúc nó sẽ mổ giới thiệu một con cho quý vị các bạn thấy. Cái dòng đây hôm nay là mới về, rất số lượng rất nhiều, anh em thợ đang tháo sản phẩm ra để kiểm tra trước khi cho vào kho. Thì sản phẩm này hôm nay là về rất nhiều, hàng rất đẹp, bóc ra nguyên hộp như thế là đang trưng bày ở đây để cho quý vị các bạn thấy, không chưa có lau chùi gì hết. Loa bãi xịn zin, hình thức là cực kỳ đẹp. Đấy. Về cái loa Sigma G212, đây chúng tôi nói đây là cái có cái gân màu vàng đây. Còn bên này là CF 212. Hai cái dòng loa này thì giống nhau cả. Nội thất và phía ngoài nó chỉ khác nhau chút cái e căng. Đây là cái Sigma G212 thì là cái e căng nó chỉ có cái lưới và chúng ta nhìn thấy cái gân vàng ở phía trong. Còn cái đây là cái CF 212 thì nó phía trong này nó có một cái lớp mút để nó lọc bụi. Nên mà chúng ta nhìn không có thấy cái gân bên trong, nhưng mà màng loa và tất cả nội thất thì giống nhau. Giữa hai cái sản phẩm này là giống nhau. Cho nên mà cái tí này Nam Tiếp chỉ cần giới thiệu một sản phẩm thôi. Đây. Số lượng là rất nhiều nhé, cực kỳ nhiều. Đấy. Có lẽ phục vụ cho các bác tẹt gà. Đây đang còn nữa, hai nhóm thợ đang bóc rất nhiều sản phẩm. Đây còn đây là phía sau, thông số phía sau giữa hai cái sản phẩm này. Đây là Sigma G212. Đây công suất làm việc 250W. Đây. Trọng lượng 23 kg. Còn CF 212 đây nó cũng tương tự là 23 kg, có ghi chi tiết hơn cũng là độ nhảy 250W, giống nhau. Đây trên sản phẩm xịn này nó có số seri. Còn đây là một cái sản phẩm là Nam Tiếp ta vừa đã tháo ra để giới thiệu với các bạn. Nhất đây là về màng bát. Đây, bát loa. Bát loa này là từ là 18 côn 76. Thì đây là cái dòng loa xịn. Cho nên mà chúng ta sẽ có những cái đặc điểm chúng ta nhận biết sơ qua, đó là thứ nhất là phần gân nó màu vàng, thứ hai là nó sẽ có một cái lớp keo mà nó bôi lên phía trên, chúng ta thấy bong bóng này, lên màng loa một chút như thế này, đây là loa xịn. Dòng loa nhái nó sẽ không có cái này, chút nữa Nam Tiếp sẽ giới thiệu kỹ hơn cái phần này. Đây bát loa thứ hai nữa là cái keo gắn từ phía đây này. Đây chỗ này là nó sẽ là có cái màu hồng, phấn hồng nhạt. Đây, chúng ta nhìn thấy nó hơi phấn hồng. Còn ở phía sau này, keo phát cắn phía sau này nó sẽ không có màu như thế, nó chỉ có cái màu xanh lục. Đấy. Chúng ta đây này. Còn đây là bát.
Đấy, dầu nguyên bản hết. Còn đây là phần tép. Rất chi là nặng. Đây là tép. Đây là đấy. Tép trên tép này đều có số series, sản phẩm chị có số series hết. Nên bát này cũng thế, là bát này cũng có. Đấy. Chúng ta thấy được các cái số series của sản phẩm. Đây là cái phần phân tần. Đây phân tần, hai dòng sản phẩm này là phân tần giống nhau dùng chung. Đây, đây cái chúng ta có thể dạy nhận biết là các cái dây tín hiệu đều được là bọc bằng xốp mút màu xám và lông chuột này, và cái bông cách âm là có cái màu đặc trưng của bê ba hàng xịn này, nó có cái màu đặc trưng của bông. Đấy. Còn đây là phân tần, phân tần đấy chúng ta thấy nói chung là sản phẩm của bê ba thì nói chung là chúng ta cực kỳ ấn tượng với cái phân tần của sản phẩm. Nó có rất chi là các cái nhiều cái cuộn cán lớn để nó lọc tín hiệu, lọc nhiễu, cho nên mà cái độ chi tiết của nhạc nghe rất trong, tiếng rất trong và sáng tiếng, nó không như các sản phẩm khác là phân tần nó nhìn nó không đồ sộ như thế. Này, phân tần nó có lọc tín hiệu trở đủ này, nó dòng B3 thì phân tần thì con nào nhìn cũng khủng cả, cho nên mà vì sao mà cái sản phẩm B3 nó được ưu chuộng và nó cũng là cái giá thành nó cao. Thì đấy thì là Nam Tép cũng giới thiệu sơ qua cái sản phẩm như thế. Xin mời quý vị các bạn đón xem tiếp cái phần 2, Nam Tép sẽ giới thiệu cách phân biệt thế nào là hàng xịn và hàng nhái để cho anh em chúng ta biết và có thể đi mua để mua được đúng được hàng chính hãng để chúng ta phải sử dụng cho nó yên tâm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.